Xin chào tất cả các anh em của kênh Miền Tây Solar. Hôm nay mình sẽ review anh ở trên Đức Hòa xuống. Anh đi xe đến nhà nha mọi người. Anh đi xe đến nhà để anh lấy pin LG. Anh lấy rất là nhiều. Đây mọi người quan sát tấm pin LG rất là đẹp nha. Về mặt tấm pin LG nè. Này là công nghệ 9.3 nha mọi người. Nhập xe ở Hàn Quốc luôn. Pin LG này là pin của Hàn Quốc. Đây những cái mạc của LG có bên hông này. Rồi sao nó cũng có cái mạc đó nha mọi người. Mạc còn là tiếng Hàn thôi. Ở trong này là 6 tấm Vision. 6 tấm Vision, pin Vision. Pin Vision này thì 5.3. Còn ngoài đây là pin Zinco. Pin Zinco này hai mặt kính. Đây. Anh đây là xin giới thiệu. Rồi chừng nào đây là anh Đức Đức Hòa. Xuống tối giờ. Tối giờ. Có điện hả? Có điện, có điện. Anh từ Đức Hòa đi xe xuống. Chưa cần giấy nữa. Đây xe của anh đi từ Đức Hòa xuống để lấy pin này mọi người. Những anh em nào ở gần đây thì có thể đi xe thẳng đến nhà lấy pin, rồi chọn pin ha. Ở đây có 3 loại, hoặc là có thể chọn đèn. Đèn năng lượng mặt trời có rất nhiều loại nha mọi người. Ai thích loại nào thì có thể lấy. Chứ còn nếu mà anh chỉ tính bán tải không thì không cần lấy con lắc. Mình chỉ cần lấy con inverter rồi quạt cũng được, 2-3 triệu rẻ hơn. Thì tính giá nó gần kia, nó giá đó thì thêm có mấy triệu thôi, lấy gì nó có được ha. Cho luôn anh trữ được ha. Sẽ không ảnh đâu. Bữa giờ em có lấy về cho mấy ông kia con Sure. Con Sure mà điểm Sure nếu mà Sure 5 kg. 5 kg thì nó cũng cần gần bờ cỡ lắc rồi, nó cũng 14 15 mà. Còn em lấy con Sure 3 kg mà bản đủ á là nó chạy 3.000 luôn á. Bản đủ luôn, cái bản đó nếu mà mình đưa pin nhiều giống như anh đưa vô á là nó sẽ chạy trực tiếp không cần quy luôn. Cái con nó đúng là nó thiết kế hay thiệt. Nếu mà pin pin của mình mà vôn thấp á, pin mà chừng 3-4 tấm á thì cần có ắc quy để nó kích lên. Còn pin mà lớn rồi á là chạy trực tiếp luôn nha. Tính ra vậy nó cũng hay. Mà điều mà thôi. Mà mấy con lớn này cũng chạy vậy á. Nó mất điện có bơi bơi nhưng chạy. Nhưng lắc bao vừa mà cỡ 17 triệu anh mua lắc đó đâu. Thì chỗ ổng ở chỗ bên Big Ben nào cũng được. Ổng bán 17 triệu rưỡi đó. Nhưng một pin đó nghe đó. Cái bản cho tượng hết rồi lấy bản đó. Lắc này à. Cổ này. Ok, bộ pin này ngon ha. Bộ pin này của anh bao nhiêu ampe? Nó 100, 48 V. Rồi nó trữ được 5 kg điện rồi. Thì 5 kg nhưng mà 5 kg gì chạy 4 kg thôi chứ trừ 20% có sao hết. Nó tính là có 4 kg. Tự ráp luôn hả? Nên nó tự gắn á. Mấy đó về gắn. Còn tấm pin về thải lên máy to nữa chứ đâu có lắp khung gì đâu. Đâu có đánh đầu đi lắp khung. Tại bảo hồi hộp dữ à. Bảo gì trên đó đâu có bảo nó dông gì đâu, dông cũng gió nhẹ à. Thấy chứ. Thải mà bắt xuống anh. Cũng không phải dễ bay tại nó nặng. Nó nằm sát vô tôn á, đâu bọc gió đâu bay. Ủa thải đó. Không luôn hả? Không có bắt bát luôn hả? Không gì. Ừ, này còn bao nữa à. Đâu nhầm gì đâu bọc gió nó cũng có xét. Phải gắn trong xe chứ không xe. Vậy chứ bây giờ khi... anh tính đem cái con này về nè là phải đem cái tủ nó về rồi lấy mấy cái CB kia gắn này gắn cho đàng hoàng thôi chứ đời nào xét tới cái nóc nhà mình đâu. Mình xét nó đánh vô rồi nó né kịp không, đánh vô tấm pin bứt chứ không. Nó xuống đấy anh, nó xuống trong xét nó xuống đất đỡ hơn. Bữa lúc đang làm cái ATS nổ đó, cái ông gọi lại cho ông, cái ông nói có khách bên Bình Dương mới gọi nó xét qua, nó đánh vô ngay dàn pin hư luôn rồi, trong xét trong chứ cũng hư. Trong làm tỏ nhưng mà cho quốc quất thẳng vô luôn, còn bứt luôn. Nó không kịp ha. Đây là xe của anh đi từ Đức Hòa xuống lấy pin nè mọi người. Nói xài hàng demo ít xài. Mới có 5, còn bữa hàng 4 năm. Rốt cuộc chuyện kiểm tra là tới 10 luôn nha anh. Đèn mấy trăm à? Bao sáng luôn á. Đã tốn tiền ship anh sẵn đi chiến rồi. Em đã bán đèn năng lượng em tự hào lắm. Em lựa đã đời mấy cái hãng đèn này sáng vô cùng. Trời ơi, trên mạng á thiếu gì người ta nói mua cái đèn xong về hả?
gì 300-400W mua về cái chút chiếu vậy mò mò. Của em giờ là trong nhà em là loại nào cũng có đó, bao nhiêu watt cũng có. Phẩm mà hay chồng anh trên Tây Ninh xuống á. Chị nói anh ảnh chị nói mua rồi, hỏi ảnh sao mua nữa, đem về mới thấy trời cái đèn kia nó có chút chiếu siêu mà mờ mờ. Mà ông anh nó chịu chơi chứ ông chạy từ trển đây ông lấy thùng đèn luôn. Mà ổng trên Tây Ninh và giờ chịu lắm á. Thấy chạy xuống bữa không có đeo khẩu trang gì hết. Không ổng nói cái khu ổng không thấy dịch. Ông cứ đây ông tự tin lắm. Nguyên gia đình gỡ khẩu trang ra chơi bời đồ lum lá. Ông nói cảnh không thấy dịch. Mà ông không có sợ mình đây có dịch luôn nữa. Anh Long An này giấu dịch á, dịch tùm lum á. Đó, em giải qua trường nha. Ở lưới không? Trên đây không lấy sao. Còn con này 200 nhiêu? Triệu mốt. À, anh tới chọn pin xong rồi chọn đèn luôn rồi mọi người. Nó 600 chiếc, này 400 chiếc. Nó pin của nó là 40W. Bộ pin lưu trữ là 40 mAh. Còn cái này thì nó thấp hơn một chút. Lấy coi, anh muốn lấy coi thử kia không? Lấy trong đi. Coi đi, coi. Lát anh tham khảo em, lâu cũng có khách đi. Bây giờ là mấy anh đang vận chuyển pin lên xe nha mọi người. Phải bó lại mới an toàn chứ. Như nãy thêm cái nhiều dây dây cũng lợi quá ha. Cái này tốn dây lắm chứ bộ. Ủa? Một nột thôi chứ, một nột. Không đủ tọt á. Không lát vòng lên không đủ à? Dạ. Nhưng mà vòng lên không đủ đâu. Vòng lên nó ăn 14 tấn là cũng nhiều á. Ừ. Một nột thôi, một nột. Một nột cây chiếc rồi mình hai đầu mà, ừ. Gói bánh tét, gói chân vậy mà. Mấy anh miền Bắc nó vận chuyển, Bắc Nam á, nó cũng ôm hận ba vụ này nhiều nè. Nó đè không kỹ á. Trời quá. Bể luôn anh, em có 287 này kia kìa. Tại nó tốt ổn. Bể cái là từ 3 triệu nó thuộc xuống còn có 500 ngàn à. Mất tiền. Tháng 7 bữa thằng bán nó tặng em 28 về ăn sau này có chơi gì chơi. Vì cái sợ này lắp đẩy ở trên thì để mình cột ở phần trên. Anh sợ có đem theo 8 lót bên trồng ở trên. Xài chưa nó hết. Ở trên thì chứ không sao, có lót dưới á. Đây mình để dài vậy nó lột vô cái lỗ đó ta. Lột vô cái miếng mút á. Cái miếng này nè, cái khung này nó lột á. Miếng này hơn mét mà cái đó nó sẽ nằm ở đây nè. Không lột đâu. Đó ok rồi. Thôi. Thiên phụ. Hai người trên xe đi. Cái khiên là anh. Để lắp thằng nữa. Lắp xuống cái nữa. Ừ. Tấm đầu tiên để úp xuống. Tấm đầu tiên để ngửa vậy anh đúng rồi. Ừ. Tấm đầu tiên để vậy. Trời, vừa quá ha, miếng mốt nó vừa quá ha. Thầy mua tấm này chiên chở cho nó. Cái tấm này là để lót mấy bột sữa. Cảnh bột sữa, bột sữa nhiều. Ừ. Là nặng không? Còn hai người trên xe đi chắc cho anh dễ. Cái này sao thắng? Này sao cũng được. Này giờ... Tấm sờ này cũng sao được á. Ừ. Ừ. Tại hồi mình bó lại cho nó không xê dịch là ok à. Quan trọng là buộc chặt á. Nó không lỡ tấm pin nhau là được à. Nó làm trên cũng không vô quá à. À đó, đúng rồi, nó đó. Nó không lệch với nhau là ngon à. Nhìn thấy bề mặt thấy phê không? Nhìn thấy khoái thì sợ luôn. Thì mà trúng số cái nhà chúng mày chắc mẹ nó cái nhà. Phải được như năm rồi gắn quà lưới bánh điện thoại anh điện thoại có tiền chờ rớt xuống khỏe. Hello 48 mình sẽ cào à. Bởi nãy mới nói dây anh thả chiếc ra chứ thả đuôi đâu đủ cũng cao hơn cái này rồi đó. Trời ơi. Em thắng trên tiếp quen thắng ba 33 ký rồi. Đâu tấm này nó mấy à? Thì tấm này nó tấm hai mặt kính đó, nó nặng dữ. Tấm 500 mấy gì quá đó. Có hai thằng bình thường em mắc quay video rồi cho ảnh rinh vậy không á. Em bữa mà gì? Đi đất nói với anh mấy cái lúc mà gắn quà lưới rinh mà đem nóc nhà. Muốn mệt luôn á. Mới muốn mệt mà chưa mệt nữa.
tranh thủ năm rồi gắn ở đây, gắn được nóc nhà ngói, còn dưới nhà mẹ em dưới gắn nhà ngói chưa kịp còn tiếc hồi hụi kìa. Đấy, gắn người ta mà đi tới nhìn cái nhà lầu 48 anh. Mà cái lúc người ta báo mình, ta không nói người ta nhà lầu. Chứ phải nhà lầu là mình thêm tiền rồi đó. Linh mạnh chết luôn. Rồi sao vẫn chuyển lên được? Ồ nè. Dây à? Dây kéo lên. Nãy quên ha. Nãy quên phải thả dọc một cọng dây trời. Nãy không có thả cọng dọc hả? Thả ngang không à? Nãy mình quên thả dọc sao? Giờ nghiêng lên nổi không? Ờ nãy quên chứ anh còn dây. Ừ. Mình có cái chân mà. Đây là đang vận chuyển đi lên xe nha mọi người. Anh tới lấy mười mấy tấm ha. LG. Để đi. Lấy con xe 48 rồi anh chuyển về nhà sao? Cũng xe này nè. Cũng đi lên tới Nam An lấy luôn hả? Thì tới chỗ. Chỗ không qua gần mà. 30 km tới. Còn trển xuống đây là nhiêu cây? Theo bản đồ thì ủa nãy anh nói anh Hậu Nghĩa hả? Ồ em có nhớ bạn Hậu Nghĩa kìa đó, em có đi lên trển đám cưới rồi rồi đó. Ở ngay ở đây bây giờ tới Cần Thơ đó. Ủa tới Hậu Nghĩa chỗ đó kêu gì ta? Bây giờ Hậu Nghĩa là qua tới Củ Chi. Hả? Em đi bằng không ra lên tới Hậu Nghĩa rồi đó. Nguyên nhà em chở đi trển đi đám cưới. Đám cưới nhỏ bạn. Ấp nào trời, giờ tự nhiên lâu quá đâu có nhớ nổi ta. Chỗ đó kia ấp gì anh? Chỗ đó ở đâu mà lúc trước nó học phổ thông là nó học trường an ninh á. À, nó học phổ thông đó mà không biết nhà nó chỗ đó kêu gì quên mất rồi. Bạn đại học á. Ôi sao trận mưa anh lắp lên sao trận mưa là nó sạch bốc rồi. Lau cũng được, về mình lấy rồi. Hả? Anh lấy rồi lau thử coi, tại bình thường em máy chưa lau đó. Bình thường đâu có đi lên tới mé đó, kỳ đó học đại học chung nó đó, cái nó mời đám cưới đi. Chạy từ 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 chứ chưa biết nhà chỗ nào luôn á. Này cũng 4-5 năm rồi à. Dạ cũng khác rồi. Dạ. Còn 1 tấm nữa. Rồi nhớ nè. Cái anh có thấy là cái công suất ấp ngược lại, ấp ngược lại. Từ từ đừng dỡ lên, đừng dỡ lên, để lên xe đi. Mặt đen xuống. Hết rồi phải không? Tấm cuối không? 5.000 rồi mà anh gắn bao nhiêu biên rồi. Rồi lên nè. Trời ơi, 6 tấm nhậm gì? Mặt đen ấp xuống hả? Không có mặt đen xuống hả? Cái tấm nó không ấp mặt đen quay xuống hả ta? Ờ 4.5 là anh gắn hết rồi, tấm nó hết rồi phải không? Ok rồi. Tại vì cái công suất lúc nào nó cũng đi đo với cái vuông. Anh nói cho em chưa đếm nha. Đúng rồi. Để vậy cũng được mà tại mình ấp xuống cho nó bụi ẩm rồi. Không có miếng muối kìa. À. 3 tấm ha. Còn kém rồi. Rồi, 2 tấm còn LG, 1 tấm Acetate phải không? Rồi. Rồi. À, là tổng cộng bao nhiêu cái rây với bao nhiêu kẹp giữa mà em không có biết nhà không ạ? À? Đúng rồi hả, tiện đường vậy thì giao luôn chung luôn à. Phụ tiền xe chung khỏi phải tốn chiếc ba gác. Lúc đầu lắp cái đó để tấm gì trước ha. Để tấm gì nhỏ hơn phải không? Mà giao ai trước? Rồi vậy hả? Sao có 3 tấm bỏ xuống cũng lẹ mà. Không, 2 tấm kia giống rồi anh, con tấm mà, bỏ xuống con tấm mà. À bỏ xuống con tấm hả? Bỏ xuống con tấm từ đầu à? Ừ. Giống nhau hả? Ừ. Ông cũng lấy 2 tấm LG. Ông mê LG nè. Với lại ông có sẵn Acetate rồi. Cái tấm này uống, uống cái trời. Đâu không mấy thì đổi. Đặng hết nhỏ bán không ra. Nó rất là biên. Biên nè. Bảo hành mấy năm, 2 mấy năm hả? 12 năm anh, 12 năm bể vỡ, còn 25 năm thì hiệu sức. Đúng rồi, đúng rồi, dòng chỉ có dòng Acetate mới là 15 thôi anh, còn lại là nó 12 các bạn thấy vậy ạ. Anh
Ừ. Năm ngoái đi lắp anh cũng thấy nữa, thấy thông số gì á. Hầu như đa phần là em thấy 12, còn đó nó 15 á. Lấy cái tấm kia mất rồi. Anh xin test cho hình nhỏ hơn. Con kia 150 tấm đi anh ơi, 384 rưỡi. Buồn rồi. Tại vì em giao viên đó, em cũng giao cái tiền ship cỡ vậy không ạ? Ừ. Ok không? Okay, về. Anh điện đi, anh điện okay, ổng đi. Anh. Anh. Anh điện cho ổng nói là anh nói, anh điện cho ổng anh nói anh điện cho ổng anh nói giao luôn. Giao tới nhà luôn. Cái nào giao tới nhà luôn. Rồi giao tới nhà 4 rưỡi ha. Ừ, nói thẳng luôn. Okay. Khỏi ngoắc ba gác gì hết. Đó 4 rưỡi được không? Mình chơi chơi không. Qua một Củ Chi chỗ nào mới được. Ừ. Củ Chi nó lớn lắm nha. Lớn nội. Ông nói cách đó 5-10 cây gì đó. Đâu 10 cây nội nội, nội. Củ Chi lớn lắm. Giáp ranh Củ Chi hết 10 cây. Rồi mình không người. Đây. Anh bó pin lại đây. Ảnh giao tới nhà. À, chào các anh em ở đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Mình là Thắng của kênh Miền Tây Ngày Mới nè anh em. Bữa nay có mấy anh em đến nhà lấy mười mấy tấm pin. Thì đầu tiên mình cảm ơn hai ông anh mình ha, đã lặn lội từ Hậu Nghĩa Đức Hòa đó, hai ông anh mình anh em đó tới rất là sớm luôn nha. Chứ mới bảy mấy là tới rồi đó. Anh trời đi hết, rất là sớm luôn. Chạy hết hàng đi sớm. Hết hàng. Thì mình đang ra pin LG mọi người. Đó LG thì mình vẫn còn nha anh em. Anh em nào lấy thì vẫn còn nhiều nha, tại vì LG mình nhiều mà. Đấy anh em thấy không? LG vẫn còn đây và đây. Zico ở đây. Đấy. Thì anh em thích thì liên hệ mình ha. Anh em nào mà đến nhà mình lấy hàng như hai ông anh mình thì mình sẵn sàng bớt xe, tích bớt tiền xe nha. Đó, còn mình lên những chiếc xe miền Đông miền Tây thì mình bớt không nổi, tại vì mình gầy chiếc xe là vất vả lắm mọi người, cho nên là bớt không được. Đó, còn anh em mà tới nhà lấy hàng thì sẵn sàng mình bớt liền ha mọi người. Đó thì cái đây mình chắc kết thúc video ha. Hẹn gặp mấy anh em ở những cái video lần sau. Đó. Khi đi về có tặng quà rồi này kia nữa, anh em vậy hy vọng là sẽ còn lại lần nhiều lần nữa. Này là anh này cũng dân chơi năng lượng nha các bạn. Ở nhà anh đã lắp hệ năng lượng rồi. Anh cho biết tên với số nhà rồi địa chỉ luôn anh cho mọi người. Anh Trung ở Hậu Nghĩa Đức Hòa Long An. Rồi, anh Trung ở Hậu Nghĩa Đức Hòa Long An. Đấy. Nhà anh cũng lắp hệ rồi các bạn. Này anh đem về anh lắp, anh định lắp, anh có nhà trọ hả anh? À anh lắp nhà trọ. Đấy thì nhà trọ thì mình lắp điện này thì ok rồi, chuyện đó là quá ok rồi, đúng bài luôn rồi, còn gì nữa. Đấy. Mà phải cuối năm rồi lắp là càng đúng bài hơn nữa. Cuối năm ngoái lắp thì quá là đúng bài luôn á. Vừa bán điện mà vừa sinh hoạt nhà trọ luôn. Đó, còn năm nay thì bán không được, nó cũng hơi tiếc, dư thì để đó chứ không có thể nào ấy được. Anh có nhà trọ bình gì đó, anh lắp 3-4 con gì đó, 6 kg nó không bộ. À, cái anh ở bên cần đứa cần ruột vậy đó, anh cũng chơi 6-7 con inverter luôn. Lắp nhà trọ, anh bán điện rồi anh bán trong nhà trọ luôn, nói chung là không có thừa một ký điện nào hết. Còn mình hiện giờ dù như dư thì mình bỏ, chứ mình không có như ảnh được. Thôi mình kết thúc video ha, hẹn gặp mấy anh em ở những cái video lần sau nha. Anh em nào mà liên hệ mua pin thì nhanh chóng lên nha mọi người, mình sẽ gầy chuyến xe miền Đông với miền Tây nha. Đấy, mình chào các bạn ha.